Gia đình mình vui bất thình lình. Tâm Anh dọn đồ bỏ nhà đi, dành đau đớn cô đơn dằn vặt trong căn phòng vắng. Cuối cùng thì hạnh phúc đã tan vỡ, Danh và Tâm Anh quyết định dừng lại. Trong đêm tối u ám, Tâm Anh nín thở gom đồ và rời bỏ ngôi nhà đã từng chứng kiến tình yêu và hạnh phúc. Nhưng trong lòng cô, nỗi đau đớn lan tỏa như một cơn sóng dữ. Cảm giác cô đơn và lạc lõng tràn ngập từng góc nhỏ của tâm hồn, khiến cho nước mắt không ngừng chảy xuống. Bước chân cô chưa bao giờ nặng nề đến thế, như là cô đang mang trên vai toàn bộ tấp nập những kỷ niệm đã trải qua. Đứng trước ngõ nhà trong đêm tối mờ mịt, Tâm Anh nhìn lại ngôi nhà lần cuối, ngôi nhà mà cô đã rất hạnh phúc. Nơi đó có bố Toại, mẹ Cúc, có anh Công, chị Phương, anh Thành, chị Hà, rồi cả cu Long nữa, ai cũng thân thiết. Và đó là những năm tháng có lẽ là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Tâm Anh gạt nước mắt quay đi, rảo bước thật nhanh. Trái tim cô đau như xé toạc ra từng mảnh nhỏ. Nhưng trong đau thương ấy, cô biết đó là quyết định đúng đắn và cần thiết để cả cô và Danh nhìn lại cuộc hôn nhân này. Cảm giác mất mát không chỉ thuộc riêng về Tâm Anh mà còn cả với Danh. Anh đã cố gắng kìm nén nỗi đau, nhưng trong lòng Danh cảm giác tất cả đang sụp đổ. Cả hai anh Công và anh Thành đã cố gắng khuyên nhủ an ủi Danh, nhưng nhìn vào đôi mắt Danh cô đơn và tuyệt vọng, họ biết không thể gỡ bỏ đi cảm giác trống rỗng trong lòng Danh. Trở về phòng trong đêm tối, Danh ngồi thượt xuống giường. Bất giác những ký ức lại ùa về, những nụ cười, những lời yêu thương, những giây phút ôm nhau trong vòng tay, tất cả còn mãi trong ký ức của anh. Nhưng bây giờ nó chỉ còn lại như những áng mây bay đi tận chân trời xa. Trong tâm hồn Danh giờ đây đang rối bời cảm xúc giữa yêu và hận, không thể nào tách rời. Anh không thể giữ gìn hạnh phúc từng có, nhưng cũng không thể nào quên đi những câu chuyện mà anh đang nghĩ rằng Tâm Anh đã phản bội che giấu mình. Trong căn phòng vắng bóng Tâm Anh, Danh thấy mình trở nên cô đơn, trơ trọi và trống vắng. Anh cảm nhận được sự mất mát, và trong lòng anh, hàng đêm tiếng lòng như rơi vào hư không, hòa cùng tiếng mưa xuyên qua khe cửa. Liệu rằng trong khoảng thời gian xa cách nhau, trải qua những tiếng nức lòng, rồi khi mọi sự thật được hé lộ, Danh có hối hận mà chạy đi tìm Tâm Anh hay không?